Cây có cây ngàn cây có một nha mọi người, nó là cây Echo siêu đỉnh luôn nha, Echo 441 này, còn thắng cây thắng kiểu gỗ có luôn, ghê gớm. Mặt trực mặt trước ha, rất xuất sắc này. Ok đó, rất là mới nha, mới chắc chả ngàn cây có mỗi cờ thì mỗi cây thì mình tay cầm lên, còn cái này nó xài hoặc này sử dụng nhiều là nó hơi vàng ố nha, này trắng ngọt xinh luôn nha mọi người. Công suất ở đây có tem mát đầy đủ cho mọi người coi thông số luôn, 44,3 cc, cân nặng 5 ký mấy á mọi người. Nó hơi bị dính cái gì vô coi được, bị hơi bị cấn mất cái số 5 ký 1 à mọi người. Đó, ốp làm nhựa coi bộ lồng như chưa xài trắng tinh nha, cái lồng zin nó mọi người, màu nó cũng nó màu như vậy này, cái đồ zin ha, cái bộ trắng sáng luôn, quá mới. Đợi xem đồ wow. Trong nó có lằn, hơi có lằn biết rồi, đe xong chưa nhỉ. Chi tiết máy thì đầu máy nó như thế này, coi bộ làm xích quá. Coi làm gì Metro quá, làm ăn xe nối nha, thực chất là xích dày luôn, máy có chân thắng cỏ luôn. Coi đi nha, này để cạ, nhiều khi mình vận chuyển hàng cạ nó không chạy thôi, máy rất là chất. Ok coi lọc bụi đây, trắng toát, ngoài bụi nó vô nó giờ. Ok 27 có VIP đầy đủ đồ hết nha, không bể vỡ gì đâu. À, trên này nó có kiểu nó hơi bị kẹ cái gì vô, nó hơi chảy miếng nhỏ nhỏ đi cho anh em biết rõ chất như thế nào. Máy quá VIP rồi. À, cái này thì hơi giật không nổi. Giật hơi căng mới giật không nổi nha. Rồi, quá chất. Hay bao hơi bao điện nha mọi người. Anh em thật sưu tầm mấy cái đồ Nhật mới chat. Đây có cây như thế này. Anh em làm được IP em nhé.